Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế Giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Hôm nay, ngày 30 tháng 10, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Vatican hủy phát sóng trực tiếp về khán giả của Joe Biden với giáo hoàng. Ủy ban tài chính chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton và là quan chức Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Bill Clinton bị bắt cựu cố vấn Clinton nói Donald Trump sẽ chiến thắng vào năm 2024 là điều hiển nhiên và gần như được định sẵn. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, tổng thống Hoa Kỳ sẽ gặp Giáo hoàng và đó thường là một cuộc gặp thượng đỉnh mà phần lớn mọi người muốn xem. Tuy nhiên, hôm nay Vatican thông báo sẽ hủy phát sóng trực tiếp cuộc họp mà không có lời giải thích nào theo Washington Post đưa tin văn phòng báo chí vatican không đưa ra lời giải thích nào về lý do tại sao chương trình truyền hình trực tiếp chuyến thăm của biden đã bị cắt bớt để chỉ bao gồm sự xuất hiện của đoàn xe của tổng thống trong sân của cung điện tông tòa nơi một đức ông của vatican sẽ chào đón ông Bất kỳ tin tức trực tiếp nào về việc Biden thực sự chào đón Đức Francisco trong phòng ngủ vàng của cung điện cũng như đoạn phim trực tiếp của hai người đàn ông ngồi xuống để bắt đầu cuộc nói chuyện riêng trong thư viện của Đức Giáo hoàng Francisco sẽ không được phát sóng trực tiếp. Tòa thánh Vatican cho biết họ sẽ cung cấp đoạn phim đã chỉnh sửa về cuộc gặp gỡ sau sự việc cho các phương tiện truyền thông được công nhận. Biden, tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ theo Công giáo, đã gặp Đức Giáo Hoàng Francisco ba lần trước đó, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi ông làm tổng thống Hoa Kỳ. Thư ký báo chí tờ bệnh ốc James Psaki đã được hỏi về khả năng tiếp cận giới hạn của phương tiện truyền thông đối với khán giả của Biden với Giáo Hoàng. Điều này hiện đã trở nên hạn chế hơn. Điều tôi có thể đảm bảo với bạn là chúng tôi đang nỗ lực thông qua mọi đoàn bẫy mà chúng tôi có thể vận động cho việc tiếp cận vào những báo chí khi Tổng thống đến thăm Vatican. Chúng tôi tin vào giá trị của báo chí tự do, chúng tôi tin tưởng vào giá trị của việc đảm bảo bạn có thể tiếp cận các chuyến công du của Tổng thống và các chuyến thăm của ông máy ở nước ngoài, cô nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Thư ký báo chí nói, chúng tôi đang đi thăm, ở đây không phải là chủ nhà nên tôi không thể đưa ra lời đảm bảo cho các bạn, nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn là chúng tôi sẽ tiếp tục vận động. Khán giả đang được giám sát chặt chẽ vì các giám mục Hoa Kỳ sẽ họp trong vài tuần nữa cho đại hội mùa thu hàng năm của họ với một trong những mục trong chương trình nghị sự được lấy cảm hứng từ những người bảo thủ, những người cho rằng sự ủng hộ của Biden đối với quyền phá thai sẽ khiến ông ta không đủ tư cách rước lễ. Đức Thánh Cha Francisco đã gọi phá thai là giết người, nhưng đã nói rằng các giám mục Hoa Kỳ không nên tham gia vào chính trị. Nhưng các giám mục Công giáo La Mã của Hoa Kỳ đã phớt lờ cảnh báo từ Vatican, họ sẽ hỗ trợ hướng dẫn về bí tích thánh thể sẽ từ chối Superden, Nancy Pelosi và các thành viên đã dân chủ ủng hộ phá thai khác. The New York Times đưa tin bí tích thánh thể hay rước lễ là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng công giáo và các giám mục đã lo lắng trong những năm gần đây về việc giảm sút việc tham dự thánh lễ và hiểu sai về tầm quan trọng của tiệc thánh đối với đời sống công giáo nhưng động thái nhắm vào một tổng thống người thường xuyên tham dự thánh lễ và đã dành cả cuộc đời chìm đắm trong các nghi lễ và thực hành cơ đốc giáo đang gây ấn tượng mạnh mẽ đến từ các nhà lãnh đạo theo đức tin của tổng thống đặc biệt là sau khi nhiều người công giáo bảo thủ làm ngơ trước những thói quen của người trước đây tổng thống donald trump vì họ ủng hộ chương trình nghị sự chính trị của ông nó cho thấy một đạo công giáo độc nhất của mỹ ngày càng mâu thuẫn với roma và giáo hoàng francisco The Times đã không lưu ý thực tế rằng Donald Trump không phải là một người công giáo và giáo hội công giáo sẽ không có bất kỳ biện pháp nào để làm bất cứ điều gì với ông nếu nó không đồng ý với bất kỳ điều gì mà ông đã làm hoặc nói biden được hỏi về cuộc bỏ phiếu của giáo hội công giáo và bác bỏ nó vì điều mà ông không tin sẽ xảy ra joe biden nói đó là một vấn đề riêng tư và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra vào một ngày trước khi các cuộc bỏ phiếu của giám mục được báo cáo, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tái khẳng định sự ủng hộ của bà đối với Roe K. Wade, quyết định mang tính bước ngoặt cho phép phụ nữ có quyền phá bỏ thai nhi. Tòa án tối cao vào mùa thu này sẽ xem xét luật Mississippi cấm hầu hết các trường hợp phá thai sau khi thai được 15 tuần. Một thai nhi ở tuần thứ 15 có phải là một con người không? Một phóng viên của CNS News đã nói với Chủ tịch Hạ viện trong cuộc họp báo hàng tuần của bà ấy. Hãy để tôi nói rằng tôi là một người ủng hộ lớn cho Roe Kuyen Quay. Tôi là một bà mẹ của năm đứa con trong 6 năm. Tôi nghĩ tôi có một số quan điểm về vấn đề này là tôn trọng quyền lựa chọn của phụ nữ. Cô nói. Ủy ban tài chính chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton và là quan chức Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống Bill Clinton bị bắt. Thưa quý vị, một luật sư từng là đồng chủ tịch của Clinton Global Initiative bị văn phòng biện lý quận Denver ban hành lệnh bắt giữ đối với ông ta. Steve Batra đã bị buộc tội gian lận giao dịch chứng khoán. Theo Denver Post, một đơn kiện hình sự buộc tội ông ta gian lận từ 100.000 đến 1 triệu USD và nói dối một nhà đầu tư. Jack mới cho biết các tội danh bị cáo buộc diễn ra từ ngày 13 tháng 10 năm 2017 đến ngày 8 tháng 8 năm 2018. Steven Shulet liên quan đến việc cung cấp, bán hoặc mua một chứng khoán trực tiếp hoặc gián tiếp, bất hợp pháp và cố ý đưa ra một tuyên bố không đúng sự thật về sự kiện quan trọng được đưa ra gây hiểu lầm, để khiếu đại mà Post thu được. Pacha hiện đang bị điều tra bởi Văn phòng Luật sư Quy chế Luật sư, Cơ quan Giám sát Kỷ luật Luật sư ở Colorado. Washington Prebicon đưa tin, các nhà chức trách ở Denver đã ra lệnh bắt giữ Steve Batra, một nhà đầu tư lâu năm của Clinton, người đã bị buộc tội trộm cắp và gian lận chứng khoán. Cựu đồng chủ tịch của Clinton Global Initiative cũng đang bị điều tra vì những cáo buộc không liên quan rằng ông đã xử lý sai hàng triệu đô la được phân bổ cho các thiết bị bảo vệ cá nhân vào thời điểm cao điểm của đại dịch COVID-19. Bacha bị cáo buộc ăn cắp tới 1 triệu đô la và nói dối một nhà đầu tư liên quan đến việc chào bán, mua hoặc bán chứng khoán. Theo đơn tố cáo hình sự do văn phòng luật sư quận Denver đề trình, các tội ác được cho là đã xảy ra từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018. Cựu đặc vụ của Clinton nói với tờ Denver Post rằng các cáo buộc hình sự là thái quá, vô căn cứ và sai sự thật, và ông ta mong được để sự thật được đưa ra ánh sáng. Báo cáo đã thêm, Batra, người từng là lãnh đạo cấp cao của Tòa Bạch Ốc và quan chức trong Bộ Tài chính dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton trước khi tham gia sáng kiến toàn cầu Clinton, cũng từng phục vụ trong Ủy ban Tài chính Quốc gia cho chiến dịch tranh cử Tổng thống thất bại của Hillary Clinton vào năm 2016 là cố vấn cho cựu Tổng thống John Hickenlooper. Sự nghiệp tư nhân của ông với tư cách là luật sư công ty và đồng sáng lập của Empowerment Capital Management tập trung vào đầu tư của trách nhiệm với xã hội, theo đơn kiện của một công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Denver, Batra đã đồng ý bán cho họ 4.200 hộp khẩu trang N95 với giá 2,4 triệu USD vào tháng 4 năm 2020, nhưng không bao giờ giao khẩu trang và không trả lại số tiền 604.000 USD ban đầu cho họ. Trong mùa hè, Batra được lệnh phải trả gần 4,5 triệu đô la cho các công ty mà ông ta bị cáo buộc lừa đảo nhưng vẫn chưa tuân thủ các bản án dân sự chống lại ông ta. Barger đã từng làm việc với đội ngũ tiến bộ của Bill Clinton và từng khoe rằng ông ấy đã tham gia cùng lúc với Bill Clinton. Barger cũng làm việc cho Bộ Tài chính. Ông là thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc gia cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016 của Hillary Clinton. Chuyển sang một bản tin khác. Cựu cố vấn Clinton nói Donald Trump sẽ chiến thắng vào năm 2024 là điều hiển nhiên và gần như được định sẵn. Thưa quý vị, cựu trợ lý của Bill Clinton, Dick Morris, nói rằng Donald Trump sẽ giành chiến thắng vào năm 2024, đó là điều hiển nhiên. Morris cho biết, ứng cử viên đảng Cộng Hòa được đề cử vào năm 2024, ông Donald Trump và không ai có thể thay thế được vị trí của ông ấy. Morris nói, nếu trâm tranh cử và tôi khá chắc chắn rằng ông ấy sẽ làm vậy ông ấy sẽ giành được đề cử của đảng cộng hòa ông ấy đã sống sót sau hai cuộc luận tội và công ty của ông ấy giờ sắp sống sót sau một bản cáo trạng và chúa biết họ còn có những gì khác dành cho ông ấy ông nói thêm nhưng ngay cả khi ông ta phải ngồi tù theo đúng nghĩa đen, ông ta vẫn có thể giành được đề cử của đảng Cộng Hòa. Bạn sẽ thấy nó trong các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2022, nơi tất cả các ứng cử viên mà ông Tán Thành sẽ giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Và bạn thấy điều đó đã xảy ra khi những người được gọi là đảng Cộng Hòa ôn hòa đang đến để cầu xin ông Trump tha thứ và có được chứng thực của ông ấy để họ có thể sống sót qua các cuộc bầu cử sơ bộ. Morris nói, đảng Dân Chủ đang tự hủy hoại bản thân và Biden đang làm một công việc tồi tệ với tư cách là Tổng thống. Ông ta tồi tệ đến mức không có cách nào để đảng Dân Chủ giành chiến thắng vào năm 2024. Boris nói, không quan trọng ứng cử viên đảng Cộng hòa là ai, Donald Trump sẽ thắng. Điều đó là hiển nhiên đối với tất cả mọi người, và mọi người cũng hiểu rõ ràng là một phần do các chính sách của Biden đã gây ra điều đó, và đảng Dân Chủ sẽ không giải quyết được chúng. Điều này rất có lợi cho Donald Trump. Ông nói thêm, tôi tin rằng cuộc bầu cử này về cơ bản gần như đã được định sẵn vào thời điểm này. Đầu tháng này, Morris nói rằng việc Joe Biden giảm xếp hạng phê duyệt là kết quả của việc ông xử lý không tốt việc trú quân ở Afghanistan, cũng như đại dịch Covid-19 và các cử tri bắt đầu tin rằng Tổng thống Trump không tệ như một số người hay các hãng truyền thông cánh tả đã tuyên bố. Morris nói, Biden sa sút vì sự già nua, yếu đuối, không có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, trái ngược hẳn với hồ sơ của Tổng thống Trump và tính cách của ông ấy. Những cử tri không thích Trump hiện đang so sánh những tiêu cực của ông Trump với những tiêu cực của Biden và xét cho cùng thì chúng có vẻ không quá tệ. Khi bạn nhìn vào Afghanistan, Covid, người Haiti, biên giới, chúng ta có thể sử dụng nhiều hơn một chút khả năng lãnh đạo của Trump. Điểm yếu của Biden là định hình tính cách của Trump và mọi người đang quay lại nói rằng tất cả mọi thứ không quá tệ dưới thời Donald Trump. Ông ấy nói thêm, Morris cũng nói thêm rằng, các tổng thống Mỹ hơi giống các thủ tướng Anh, những người phải sống sót sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Ở Mỹ, khi xếp hạng của tổng thống giảm, quyền lực của họ giảm xuống. Các quan chức đảng Dân Chủ ngừng bị đe dọa làm theo Biden. Họ bắt đầu sự suy nghĩ, ngay cả các nghị sĩ đảng Dân Chủ cũng đang thể hiện một số lập trường độc lập thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp